Đầu tiên là bao giờ mình cũng phân tích cho các bạn hiểu là à, đầu tài khoản ở đây chính là nó thể hiện bằng số đấy, đúng không? Dạ. Yeah. Ừ, số 3, số 4, đầu có nghĩa là bắt đầu từ 3, đúng không? Dạ. Yeah. Bắt đầu từ 4. Còn đầu ở đây bắt đầu từ 1, bắt đầu từ 2. Bắt đầu từ 1, bắt đầu từ 2 nó là tài sản, bắt đầu từ 3, bắt đầu từ 4 nó là nguồn vốn. Vậy mình đang đi ở nghiệp vụ thứ 2, nguồn vốn này tăng lên một lượng thì đồng thời nguồn vốn khác cũng phải giảm tương đương đi một lượng, thì bảng cân đối của mình cũng sẽ không thay đổi, nghĩa là không bị vênh, đúng không? Ở đây mình cho ví dụ là trên thực tế mình mua nguyên vật liệu, mua hàng hóa của các công ty, nhưng mình không chưa đủ khả năng trả nợ, mình phải làm hồ sơ vay vốn của ngân hàng để nhờ ngân hàng giải ngân trực tiếp vào công ty của đối tác luôn, của nhà cung cấp luôn đấy. Chứ ít khi mà ngân hàng đổ tiền vào tài khoản ngân hàng của mình lắm. Đây là trường hợp mình đang nói, là trường hợp là ngân hàng sẽ cho mình vay nhưng giải ngân trực tiếp qua bên nhà cung cấp của mình, mà sẽ ghi luôn là công ty bạn trả tiền. Hiểu chưa? Yeah. Tức là ngân hàng sẽ là một đơn vị trung gian. Và trên hồ sơ chứng từ, không biết bên bạn có phát sinh không, nhưng mà trên hồ sơ chứng từ thường là sẽ có những cái hóa đơn mà đóng cái dấu là giải ngân bao nhiêu tiền đấy, hiểu không? Trên chính cái hóa đơn luôn. Thế thì trường hợp này đây này, vay vốn ngân hàng để trả nợ người bán, 341 là vay ngân hàng, 331 là phải trả nhà cung cấp. Vậy theo nguyên lý của nguồn vốn ở đây, tăng ghi bên có, giảm ghi bên nợ. Tăng, vậy trong trường hợp này cái gì tăng lên? Dạ vay. Đúng. Dạ. Cái gì giảm đi? Dạ phải trả nhà cung cấp giảm đi, 331. Đúng, vậy giảm ghi bên nào? Dạ giảm ghi bên nợ. Đúng rồi, đây sẽ là nợ 331. Đây có 341. Như vậy trong trường hợp này công nợ của nhà cung cấp giảm chưa? Rồi. Đúng. Còn công nợ với ngân hàng tăng hay giảm? Tăng. Đúng. Như vậy là trong trường hợp này là cùng một bên nguồn vốn bên này nhá. Được chưa? Ví dụ như mình muốn là tăng lên 9 đồng để vay của ngân hàng, và giảm đi 9 đồng phải trả cho nhà cung cấp. Như vậy thì cộng thêm 9 và trừ thêm 9 thì bản chất của bảng cân đối không thay đổi, đúng không? Bạn hiểu chưa? Dạ dạ. Điều kiện thứ hai bạn nắm rõ, và chỉ cần bạn hiểu được 4 nguyên tắc mình giảng này này thì bất kỳ một cái định khoản nào bạn sẽ rất là cảm thấy rất là dễ dàng, định khoản rất là tốt. Một ba nhỏ này. Bây giờ là đang nói về một bên nhá. Bây giờ nếu mà nói sự ảnh hưởng của hai bên. Nếu một tài sản này tăng lên, đồng thời một nguồn vốn khác cũng phải tăng lên nhá. Ví dụ công ty hết tiền rồi nhá. Đi vay của cá nhân. Mình sẽ định khoản là nợ 111 có 341. Mình giải thích này. Lúc này tiền mặt của công ty tăng lên chưa? Có ạ. Tăng lên, nó là tài sản đúng không? Dạ. Rồi, quỹ tăng lên. Nhưng mà lúc này công ty mình lại đang mang nợ tăng lên, đúng không? Dạ. Mà nó lại là nguồn vốn. Được chưa? Dạ. Vậy tài sản tăng, nguồn vốn tăng, thì tính chất của bảng cân đối là không thay đổi nhá. Tăng thì cùng tăng, hai bên cùng tăng. Được chưa nào? Yeah. Yeah. Một tiệc nghiệp vụ cuối cùng nữa thôi. Ngày xưa mình đi học mình chỉ nhớ đúng cái bốn nguyên tắc này, cộng với lại cái đầu 1, đầu 2 này nhá. Yeah. Tài sản như thế nào, nguồn vốn như thế nào, bất kỳ một cái định khoản nào mình cũng định khoản được hết đó. Thì từ những cái định khoản nguyên lý tốt thì lúc đấy mình vào thực hành là mình cái này mình định khoản như thế này, mình định khoản như thế này xong thì mình mới vào được phần mềm đúng được. Nếu một tài sản này giảm, đồng thời nguồn vốn làm sao? Cũng giảm theo. Đúng rồi. Cũng giảm. Mình lấy ví dụ này. À, bây giờ mình công ty có tiền rồi, trả lại tiền vay cá nhân. Dạ. Lúc này sẽ là nợ cho tài khoản 341 này. Nguồn này làm sao? Dạ, cái nợ mình giảm. Nợ vay. Đúng rồi. Tiền mặt làm sao? Cũng giảm luôn. Đó, vậy là nguồn và tài sản đều giảm. Dạ. Được chưa? Giảm thì cùng nhau giảm luôn. Như vậy nhá, từ nắm cái phần nguyên lý này thì bắt đầu mình mới đi vào vấn đề là thương nguyên vật liệu nhá. Vậy như quay lại vấn đề trên mình nói này, 152
Nó là tài sản đúng không? Yeah. 133 nó cũng là tài sản, 111 nó cũng là tài sản, và 331 nó là nguồn vốn. Bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ này, mở hóa đơn của bạn ra. Đây, cái này bạn thanh toán bằng chuyển khoản đúng không? Nhá, bạn định khoản cái hóa đơn này cho mình nào? Nợ. Dạ, yeah, nợ 152. Ừ. Nợ 133. Đúng. Có. Nếu mà mình đã thanh toán rồi, mình sẽ để là có 12. Rồi, bạn hiểu như thế cũng không sai. Nhưng mà đấy là trên lý thuyết nhá. Còn trên thực hành thì kể cả ngày hôm đó bạn thanh toán bằng chuyển khoản đi chăng nữa thì mình vẫn đeo qua không nợ 331. Đến khi mà mình lấy được cái sổ phụ ngân hàng về nhá, thì mình sẽ vào phân hệ ngân hàng, mình đối ứng là nợ 331 có 112 sau. Thế bây giờ này, mình sẽ sang phần mềm. Nguyên lý được rồi nhá. Bây giờ mình sang phần mềm đi sang. Vậy bạn ghi này, để hạch toán mua vật tư, ta vào phân hệ mua hàng, được chưa? Yeah. Mình sẽ vào dòng thứ ba, chứng từ mua hàng hóa nhá. À, đây là giao diện của chứng từ mua hàng. Mình sẽ giới thiệu từng phân hệ luôn. Một nhỏ, mua hàng trong nước nhập kho này nhá. Mình đang quan tâm đến phần này bởi vì bên bạn đang là mua hàng trong nước nhập kho, đồng ý chưa? Yeah. À đây, phần mềm nó cũng như là lý thuyết luôn, nó vận dụng tất cả lý thuyết của nguyên lý kế toán ứng dụng vào phần mềm. Nó nói này, chưa thanh toán thì mình bấm vào chưa thanh toán, tức là bạn khẳng định cái hóa đơn này sẽ thanh toán qua ngân hàng thì bạn sẽ chọn là chưa thanh toán, đồng ý không? Yeah. Rồi, nếu như ở đây là bạn thấy là thanh toán ngay nhá, cho nhà cung cấp bằng tiền mặt thì bạn mới bấm vào thanh toán ngay. Rồi, hai điểm này có gì chưa hiểu không nào? À, hồi nãy cô nói á, tại vì như bên em á, là cái hóa đơn khi mà bên kia người ta xuất hóa đơn cho bên em là có thể là ngay trong ngày đó em chuyển khoản thanh toán cho người ta hoặc là qua ngày hôm sau. Nhưng mà cô nói với cái nghiệp vụ của kế toán thì phải là ghi có 331, rồi sau khi mà có sổ phụ ngân hàng về rồi mình mới ghi là nợ nợ 331 có 112. Chính xác. Chính xác, đúng. Tức là về thực nguyên lý thì có thể là điểm khoản là nguyên lý thì đây sẽ là có 112 hoặc có 111 đều được. Nhưng vào thực hành mình cứ thông qua công nợ cho nó lành nhá. Thông qua công nợ cho nó chính xác, bởi vì tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho bạn theo dõi một cái phân hệ được để về ngân hàng ấy, để cho nó khớp với sổ phụ ngân hàng. Bạn hiểu ý mình không? Tránh trường hợp giống như là công nợ của kế toán cũ đang theo dõi sai đấy. Thì ở đây nếu như bạn thanh toán luôn cho mình bằng ngân hàng đây này, 111 nhá, ủy nhiệm chi nhá, vẫn được. Nhưng mà sau đó mình cầm một cái sổ phụ ngân hàng như là mình gửi mẫu cho bạn này, thấy không? Thì mình lại hạch toán thêm một lần nữa là nợ 331 có 112. Thì dẫn đến là mình thanh toán cho người ta hai lần công nợ, hiểu chưa? Thì dẫn đến là lúc này nó lại dư bên nợ của tài khoản 331, nó lại bị lại sai công nợ. Cho nên tốt nhất là mình cứ đưa vào phân hệ là chưa thanh toán. Còn ngân hàng mình sẽ theo dõi ở một phân hệ riêng, hiểu chưa? Rồi, ở trường hợp này của bạn là chưa thanh toán nhá. Mình sẽ dạy theo trình tự, chắc chắn là bạn sẽ hiểu, bạn yên tâm. Ở đây bạn cứ nghe mình là bấm vào chưa thanh toán cho đã. Nào, công ty Nam Huy Hoàng, đúng không, bán hàng cho bạn, thì thứ nhất đánh cho mình cái mã số thuế của Nam Huy Hoàng vào đây. Dạ, dạ có. Cái Nam Huy Hoàng em có ghi rồi ạ. Nam Huy Hoàng đây ạ, NHH ạ. Ok, cách thứ nhất bạn nhớ. Nhưng nếu bạn không nhớ thì bạn sẽ đánh mã số thuế vào đây. Dạ. Có nghĩa là mình phải điền cái số hóa đơn trong phần mềm Visa luôn hả cô? Mình ghi nội dung đây này, diễn giải này. Mua vật tư theo số hóa đơn đây này. Để cho nó rõ nội dung diễn giải thôi, hiểu không? Dạ, vậy là ví dụ giờ em sẽ ghi luôn là theo cái số hóa đơn là 0001122 đúng không cô ạ? Ngày hạch toán và ngày chứng từ là ngày trên hóa đơn mà đánh vào. Ngày hạch toán và ngày chứng từ là như nhau hả cô? Là đều là 12 tháng 1 đúng không ạ? Đúng rồi bạn ạ. Dạ. Nhân viên mua hàng nếu có nên khai vào đây để sau này nó ra được chứng từ thanh toán, ví dụ phiếu thu phiếu chi. Nó gắn luôn là nhân viên mua hàng là ai. Có thể là nhân viên mua hàng này là chính là công ty bên mình đấy, thì mình chọn vào, được chưa? Dạ, dạ.
À, đến sau khi mình khai báo cái phần phiếu nhập này, toàn bộ thông tin này, và bạn ghi cho mình một câu là luôn luôn nhập từ trái sang phải, tức là sẽ nhập từ phiếu nhập sang hóa đơn, chứ không được vào hóa đơn thì nó sẽ không link sang phiếu nhập đâu nhá. Dạ rồi cô ạ. Ừ. Dạ. Một nhỏ hàng tiền này. Bây giờ mình mở cái hóa đơn này ra. À, cơ bản chính là mình sẽ phải xem cái mã vật tư này có hay chưa. Bây giờ mình sẽ dạy bạn, nếu trong trường hợp ở đây có mã rồi nhá. Dạ. Thì bạn chỉ việc chọn thôi. Đấy chưa? Dạ. Vì là theo những cái mã cũ mình đã hướng dẫn bạn rồi, đúng không? Dạ. Ờ, thì mình chỉ đánh số lượng đơn giá thì thành tiền sẽ nhảy ra ở đây cho mình. Dạ. Nếu trong trường hợp không có thì bấm dấu cộng màu xanh, tức cái mã đây nó chưa có mặt ở trong này, đúng không? Thì bấm dấu cộng màu xanh để khai mới cho mình cái thông tin mã nguyên vật liệu, hiểu không? Dạ, dạ. Đây ví dụ này, ống inox 27x2 chấm 201, đánh cho mình cái tên bên này đi. Dạ, dạ. Chưa? À, dạ à, cô, à, tại vì bên em mình sẽ có hai loại inox chung, đó là inox 201 hoặc là 304, nhưng mà trong 201 thì nó có rất là nhiều, ví dụ 27 ly hay là 25 ly, 21, 20 ly, rất là nhiều, cho nên là em sẽ đặt cái mã sẽ là ống inox 22227.2 đi cô ha. Được, đấy, mình làm cái đuôi. Cô để là ống inox 201 dài dài, đúng rồi, dài cũng được, dài 27.2. Đúng rồi, dạ. Tính chất dạ. Này, vật tư hàng hóa này, chọn cho mình là nguyên vật liệu đó. Đơn vị tính ở đây là kg. Thường là mình thấy là các cái công ty về sản xuất cơ khí này ấy, thì inox sẽ là đơn vị tính là kg. Thì bây giờ bạn cứ để đơn vị tính cho mình là kg theo như trên hóa đơn ấy nhá. Yeah. Kho ngầm định là 152, tài khoản kho là 152, còn lại như ngọc mình nói rồi, những cái này có quan tâm đâu, đúng không? Xóa đi, đúng không nào? Yeah. Mình đang làm theo thông tư 200 nhỉ? Dạ, dạ. Ừ, 200 tài khoản chi phí của nó là 621. Vì sao lại 621? Đến bài sau mình sẽ giảng. Bây giờ cứ làm như thế này đã. Được chưa? Dạ, mà dạ. Cái bài giảng này đã dạy từ cái hôm mà đầu tiên khai báo mã vật tư rồi đấy nhá. Mình lấy lại đấy, đúng không? Dạ. Cách này, bạn làm đi. À, dạ. Vậy là bây giờ em sẽ em nhận tất cả các hóa đơn mà nó thế nào có mã rồi thì thôi, nhưng mà chưa có mã thì em sẽ phải nhập hết, đúng không cô? Em nhập hết từ tháng 1 đến tháng 5 đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng vấn đề chỗ là bây giờ làm cho mình ba cái dòng còn lại để mình hướng dẫn tiếp về phần nhập liệu ấy, sau đó về nhà nhập cho mình hóa đơn vật tư nhé. Dạ.